Trung Kiên Moto vẫn chào tất cả anh chị em đang theo dõi Trung Kiên trên kênh Mobin. Và hiện tại hôm nay, sáng hôm nay, bây giờ là đang 8 giờ 20 phút. Trung Kiên có những lời chia sẻ với anh em, chia sẻ một cách thật tình và thực tế nhất. Đấy, tối hôm qua có một anh trai, anh có nhắn tin cho em. Em không biết vì lý do gì, anh là thợ hay là dân, hay anh đã từng mua xe nhà em, hay như thế nào, không quan tâm. Nó thẳng luôn là không quan tâm. Như đây này, anh có nhắn cho em cái tin như này. Đấy, em chia sẻ, anh em hãy cố gắng làm sao ngồi nghe một video ngắn thôi. Đấy, đấy, anh chia sẻ như này anh em nhé. Anh nói câu là: mày lừa đảo vừa thôi, không tao cho lên mạng. Đấy, là anh ấy nhắn tin như thế. Thế thì thực sự mà anh em thì đúng ra là anh em bảo là lên cho số điện thoại lên, nhưng em sẽ cho một số điện thoại như nhân duy nhất để cho anh em biết là em vẫn cho số điện thoại lên. Đây, 0987 647.3. Đọc rõ số nhá. Đấy, để anh em có thể gọi cho anh ấy xem em lừa đảo cái gì. Đấy, thì anh nhắn tin như thế thì em có nói một câu như này: anh ơi, em bảo anh nhé, một là em không biết anh là ai, hai là em không quan tâm anh là ai. Đấy, ba là em không động chạm gì đến anh và cũng không lừa đảo gì anh. Nếu em động gì và lừa đảo gì đến anh thì anh cứ gọi điện báo công an. Đấy, em nhắn tin rõ như thế. Còn anh lên mạng, anh nhắn tin dọa em bôi xấu danh dự em nếu ảnh hưởng đến sự nghiệp và công việc của em, trai nặng trai nọ lọ trai gì đấy, đại loại như thế, thì em cũng sẽ trực tiếp đi báo công an vì số điện thoại anh công khai đây rồi. Đấy, còn về lương tâm ấy thì nếu anh rảnh anh đi tạo nghiệp ấy, anh sẽ gánh nghiệp. Đấy, còn em làm ăn, ví dụ em sai gì thì có pháp luật xử lý, chứ anh đừng nghĩ em làm trên mạng anh dọa dẫm em. Đấy, ý là anh đừng nghĩ em làm trên mạng anh thích thì bóc phốt với nọ kia. Em xin lỗi các bác này này, cái xã hội này này càng scandal thì càng nổi tiếng, còn em đã có chỗ đứng của đến ngày hôm nay rồi thì em không sợ. Còn em là chắc nhiên em làm dâu trăm họ rồi, anh em không nhận không, em đã làm dâu trăm họ thì em không thể tránh khỏi được điều tiếng, em không thể tránh khỏi được người ưng người chê, đúng không ạ? Nhưng thực sự hôm nay lỗi niềm của em này rất là bức xúc và hôm nay em muốn đăng lên công khai số điện thoại anh em nhá, để anh em hiểu. Đấy, và em muốn này nè, còn em làm ăn, ví dụ có sai sai pháp luật, đúng rồi, và em làm gì, em mua bán gì, em đều có video, anh em công nhận không? Em đi đâu em có video. Đấy, em bán xe cho anh em đi đâu cũng có video hết. Video chốt xe, video nhận xe và video đồng ý khách ưng rồi, em khách mới trả tiền cơ mà. Em giao xe tận nhà anh em mà, anh em ưng mới trả tiền mà. Thế chẳng dại gì em đi lừa anh em cả. Để em lên giao tận nhà anh em trả lại xe em. Còn những thành phần này thì em thật sự anh em thì em không trách, nhưng mà em muốn làm cái video để thôi thì được mất lòng trước được lòng sau. Đấy, em làm gì em được có video, sống và làm việc theo pháp luật. Đấy, số điện thoại của anh em đọc rồi và em sẽ lưu lại tin nhắn này để sau này có bằng chứng. Đấy, xảy ra cái gì thì nó có bằng chứng. Đấy nha anh em nhá. Vấn đề thứ hai em nói với anh câu này như này này: khi em đã lựa chọn làm ăn trên mạng thì em không sợ cái vấn đề là nọ trai trai nọ đâu, nếu mà làm đúng. Và đừng để một lúc nào đó anh em gặp nhau ở tại cơ quan công an. Vấn đề thứ ba nữa này, thứ tư đấy là em vẫn nói với mọi người là đừng lên trên đấy mà gõ bàn phím. Đấy, cảm ơn anh, em chào anh, rất lịch sự như thế. Đây là tâm tư, một nguyện vọng của em rất là vô tư đấy. Và cũng qua cái video này nữa, em cũng đọc một số điện thoại này, nhưng em không tiện đọc tên anh em nhé. Em không tiện đọc tên vì em chỉ đọc một số điện thoại duy nhất thôi. Đây, và đọc số điện thoại này. Đây, số điện thoại của anh này là 0978 à 0979 868 11X. Đấy, em đọc số cuối cùng em bỏ. Là anh có nhắn tin đến cho em rằng: Kiên ơi, anh rất lịch sự nhá, anh này rất lịch sự, anh góp ý với em là làm ăn thì phải thật tâm vào. Đấy, cái gì có giá của nó,
cái chiếc xe này nếu anh không nhầm thì em mua từng đây và người này từng này người dọn ABC như thế, thì sao em lại bán giá như thế là cao hơn đấy, cao hơn đấy, cái giá xe cao hơn đấy anh em ạ. Thì em chỉ hỏi, em lại hỏi ngược lại bác như này, thế ví dụ nhá, anh em người A mua chiếc xe này 20 triệu, mua được của người dân thật là rẻ, mua được 20 triệu, người dân là không biết giá trị, hoặc một người ta phục dựng với lên khoảng 20 triệu hay 30 triệu gì đấy em không quan tâm, ví dụ thế thôi, nhưng mà người ta bán cho một người dân, người ta bán rẻ thôi, ví dụ người ta bán 10 triệu thôi, đúng không, dọn 30 triệu người ta bán 10 triệu thôi, nhưng cái 10 triệu đấy người ta đi, người ta chán, người ta bán cho em vẫn phải mua 20 hoặc 30, thậm chí nếu đẹp em có thể lên 40, 50, nhưng cứ chọn em mua được 20 đi, ví dụ thế, cứ chọn em mua 20, thì em sẽ có thể bán lên 40, 50 hay 100 triệu là quyền của em. Anh em có hiểu ý em không? Thuận mua thì vừa bán. Ví dụ em xin không cũng là việc của em. Còn cái nghề, cái nghiệp của em ấy là em làm gì, em làm video, em bán thế nào là việc của em. Chung quy lại nó chỉ là làm ăn thôi. Ví dụ bây giờ nhá, anh em mua 10 triệu, anh em bán cho em 20 triệu. Nhưng em thấy trị giá con xe này phải 50 triệu cơ. Em phải bán 50 triệu. Hoặc anh em nhiệt tình em có thể bớt cho anh em. Tôi muốn 5 triệu, ví dụ thế. Đấy là quyền của em. Còn em mua 20 triệu, em có bán được 100 triệu đi chăng nữa, các bác không mua được quyền của các bác, đúng không ạ? Đấy là em phát thảo qua ý chính thế thôi. Và tiếp tục lại một bác nữa, số điện thoại này nữa. Em thôi tiện hôm nay làm cái video vui buổi sáng thôi anh em ạ, chứ không có gì cả. Đấy, video này anh em xem thì anh em phúc tảo cho em. Một bác số điện thoại là 0978 0811 em chỉ đọc số điện thoại đầu tiên thôi. Bác này thì cũng không có gì cả, đơn giản là bác có mua nhà em một chiếc xe. Chiếc xe này em mua bao nhiêu hay em xin không cũng là việc của em. Nhưng em bán cho bác ấy trị giá là 50 triệu. Là máy zin nhá, máy zin là hoàng, 50 triệu. Đồ zin là kín xe. Nhưng cái đồ zin đấy, anh biết rồi, 50 triệu đồ zin kín xe mà máy zin là rẻ rồi đúng không? Bác rất nhiệt tình, bác vật này em bác bảo bể cho bác giá này, giá này, giá này. ABC gì đấy. Em cuối cùng em chốt đơn em đồng ý. Và bác cũng rất là lịch sự, bác chuyển đủ tiền cho em. Đấy, và em gửi xe. Khi bác nhận xe, vấn đề này, vấn đề quan trọng này. Ví dụ cái xi nhan zin nó đi theo 5 tháng 20 năm nay rồi, thì cái đầu xi nhan nó có thể nó bị sứt một tí, ví dụ thế. Thì anh em biết rồi, xe cũ phải chấp nhận. Nhưng bác ấy cũng kêu và ở kia nơi cái xi nhan nó hơi xấu, cái chân chống xịn cũng rất là ok, nhưng mà nó sơn nó hơi cũ đi một tí. Bác bảo 50 triệu máy zin thì thôi, cái này nó rất là nhạy cảm, em hiểu nó qua thôi. Nhưng bác bảo kia này cái chân trong anh không ưng lắm, tôi gửi anh chân trong em cũng tặng bác ấy luôn. Rồi bác bảo kia này cái cùng công tắc này, cái này nó có nghĩa là hơi bạc, nó sơn lên hơi bạc, thì chú tìm cho anh cái mặt khác, em cũng gửi cả cái mặt nhưng để mộc bình thỉu cho bác ấy luôn. Và rất nhiều cái khác nữa, kể cả từ bộ bình cốp của bác ấy rất là ngon rồi, nhưng khi vận chuyển là nó hơi, cái nhà xe vận chuyển anh biết từ xa từ Bắc vào Nam rồi, thì nó bị xước một tí, nứt tí. Thế là bác bảo gửi cho anh khác, em cũng gửi. Và em không lấy 1.000 nào. Nhưng bác về bác lắp xong xuôi hết rồi, bác đi. Bác bảo Kiên ơi, anh đầu tiên bác nhận ưng rồi nhá, có video ưng hết rồi, Kiên này anh không thích con xe này nữa. Thế thì em lại bảo là nếu bác không thích thì bác lại bán lại cho em. Thế anh bảo là thế em mua được bao nhiêu? Anh ơi, khi em bán cho anh thì em bán có giá. Còn thường thường những xe em bán ra mà lỗi em vấn đề gì xảy ra nào anh trừ 20%, đúng không? Nhưng bác khách này bác cũng rất lịch sự, em ghi nhận. Nhưng mà bác ấy bảo em là bây giờ bác không thích nữa, bác dùng được khoảng 1 tháng rồi, bác không thích nữa thì tất nhiên là em mua lại bao nhiêu được quyền của em. Em có quyền không mua, hoặc em cho bác ấy nói giá. Thì bảo là thế thì chú từ cho anh tương đây, cụ thể là bác bảo là trừ 20% hoặc 40% gì đấy cũng được, anh đã không thích rồi thì anh không quan trọng. Thế thì em bảo ok, em mua theo ý bác, thì bây giờ bác bán lại bao nhiêu? Và rồi anh bán là chú 31.500.000 và em mua đủ 31.500.000, em chuyển khoản đủ. Thế bác lỗ đấy. Nhưng mà đây là do bác ấy, đúng không? Thân mua và bán, thế là hai bên là chốt kèo xong và em cũng đã chuyển khoản đủ cho bác luôn, không cần xem xe, xe lên thùng em chuyển đủ xong. Thế thì sáng nay có vài ý chính như thế thôi. Nhưng em chỉ muốn anh em là video đầu tiên là em đã xác định làm dâu trăm họ trên mạng ấy. Em làm nghề trên mạng ấy. Thì không thể tránh khỏi được người chê, người ưng, người khen, người không khen. Đấy, đại loại lúc nào như thế, em nói đúng bản chất em vô tư đấy. Nhưng em chỉ truyền đạt các bác là này. Thứ nhất là giá trị đồng tiền các bác bỏ ra bao nhiêu, các bác nhận về giá trị xem bao nhiêu. Và tiền nào thì của ấy. Còn đến với Trung Kiên thì Trung Kiên phục dựng. Phục dựng nhá. Phục dựng mới.
từ chân tơ cái tóc, từ đồng nát sắt vụn. Nếu các bác mua một chiếc xác xe về cho em dọn mà càng nát thì càng tốt, càng có lãi. Có bác mua một cái xe chấm chấm phẩy phẩy mút mút vào sửa vào đồng vài đồng rồi các bác xe thiệt. Vì nhà em phục dựng xe chọn gói là 20 triệu. Còn các bác mua xác xe nhà em chọn gói đến tay anh em là 25 triệu. Còn các bác có rất nhiều anh em, một anh ở Quảng Ninh và một anh ở Bắc Ninh, anh ấy mua một chiếc xe là 25 triệu. Anh em ạ. Anh mua chiếc xe là 25 triệu. Thế là anh ấy gửi em bảo để em dọn, à anh mua chiếc xe 15 triệu anh gửi em dọn, em bỏ đi hết. Cuối cùng anh lỗ đúng 10 triệu không? Vì nhà em dọn xác xe 5 triệu thì anh mùng đống này, mất 10 triệu vào toàn đồ lô, nó chỉ sạch sẽ. Ơn Tiến đâu rồi? Bằng Tiến mang con xe cái cho khách luôn đi, khách đang đợi đấy. Đấy thì em chỉ nói anh em như thế. Vấn đề em muốn anh em là đến với em phải là thực tế. Còn thôi thì em làm dâu trong họ anh em ạ, không tránh khỏi được người người khen người chê đâu. Nên em cho mong các bác này, các bác nói em nói nhiều. Đúng, em công nhận em nói nhiều. Em có... Đây đây anh em ơi. Đây đây. Đây 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 đây. Đây 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 đây. Đây. Từ từ nhá. Anh em ơi chờ em tí để gọi cho khách. Đây đây đây. Đây giao con xe này này, tao gửi số điện thoại cho này. Đấy tao gửi số điện thoại đấy. Đấy tao gửi số danh máy mày rồi đấy. Thì mày gọi số đấy bảo anh ơi đâu anh chỗ nào ra giao xe nhá. Mày gọi luôn đi. Bảo em cho anh Kiên nhá, em giao con xe Win. Đấy, xong là thu người ta về 20 triệu là được nhá. Cái xe dọn mà. Ờ. Đấy nha anh em nhá. Em muốn truyền tải với anh em là như thế. Hôm nay cái video này em đăng lên nó không ngoài mục đích gì ngoài mục đích nhỉ. Em muốn nhắn nhủ đến anh số điện thoại đấy là 0987. Đây, 0987. Cô Mậu điện cái gì đây? Alo, chào đây. Vâng. À, rồi rồi. Tưởng ai? Em đây có việc gì anh nhỉ? Alo. Alo, alo, anh nghe nói gì, anh nghe nói gì? Em đây, em đây. Em là tôi, anh tính kinh doanh của anh đó, lâu rồi. Vâng, vâng, anh ơi em bảo này, em đang bận chút, em đang live stream ý, thì anh gọi lại sau được không? Nhanh một phút rồi, một phút rồi. Nhanh một tí rồi, một... Vâng, vâng, thế anh nói nhanh đi, em đang live stream khổ quá. Em là, em theo dõi anh lâu rồi, bây giờ em muốn đặt một con xe là 50 triệu, thì anh có thể là sống trước tới cho em được không? Anh đang ở đâu nhỉ? Ý là anh ở đâu ấy? Anh là Đà Nẵng à? À Đà Nẵng à? Vâng. Thế anh em bảo này, anh đặt xe 25 triệu em bao nhiêu không quan trọng, em đều làm hết. Nhưng vấn đề là bây giờ nếu mà trước Tết mà có xe 50 triệu thì theo em là anh cứ bình tĩnh đợi em. Nếu được thì ra riêng được không, vì thực sự là bây giờ những em này này, trên bảng đây bây giờ nó rơi vào tầm khoảng 40 xe đang chờ dọn. Mà anh biết rồi còn 2 tháng là Tết. Nếu thực sự anh tin tưởng em thì một là anh kết bạn Zalo em số này, anh theo dõi em ủng hộ em. Nếu không thì ra riêng anh đặt sau. Chứ bây giờ em không dám nhận được rồi. Tầm này là không nhận được rồi anh ạ. Nếu mà đặt ra Tết thì cỡ tầm tháng mấy là bao nhiêu là ra Tết thì nếu anh ra Tết đúng không? Em ưu tiên cho anh là ví dụ thường thường nhà em mùng 6 hoạt động thì mùng 10 nhân viên ra hết, em nhận cho anh là đến tầm khoảng 20 Tết thì anh đã có xe rồi. Em dọn trong xe chỉ một tuần thôi. Nhưng vấn đề là 40 người dọn thì mình ví dụ như hôm nay anh dọn đúng không? Thì ngày mai em đã phải mang nhân viên ra tháo hết chơi khung rồi làm hết phần thô rồi. Em cất một chỗ đấy. Xong đến ngày, đến gần cái ngày đấy em sẽ cho nhân viên ra lắp khoảng 3 đến 5 ngày là xong. Thì một con xe chỉ làm một tuần thôi, nhưng vấn đề 40 xe đang dọn anh biết rồi. 40 xe mà nhận được cái nhân với cả 7 ngày thôi là ra. Đấy, không thể kịp được. Thế cho mình hỏi là cái xe 50 triệu của mình đó là bây giờ là bốn máu là chứ mà. 50 triệu cũng 50 triệu là như này nhá. Rất nhiều người vẫn đang hiểu nhầm, hôm nay tiện video anh đang nói em nói luôn. Ví dụ bây giờ anh mua cái xe nhà em là 25 triệu đi, không có nói 50 nữa. Thì ví dụ anh mua cái 25 triệu nhà em là trong nó có xác xe này. Xác xe 4 món an ninh chuẩn chỉ trọn đời. Và em vào cho anh full đồ hàng 1-1. Có những cái chính zin là củ máy khung sườn là chắc chắn zin rồi. Và máy ơ, những cái máy ơ để mình sơn lại, mình đang lại. Và nhiều cái lằn vặt, những cái đấy, những cái lằn vặt là của anh zin hết. Còn anh muốn vào đồ zin. Dạ. Cho đỡ mắc. Thế là bây giờ là anh tính tự zin, tiền đó. Vâng. Anh chuyển khoản cho em, anh đọc trước cái 10 triệu. Rồi ra zin kia làm cho anh. Thế thì em nói qua như này nhá, trước hết là cảm ơn anh đã tin tưởng, rất may trong live stream này nó lại vô tình. Này nhá, cứ xác định anh chọn em sẽ 25 triệu, là cả xét xe của em, được chưa? Còn anh vào cái gì, ví dụ vào cái bình xăng, anh nghe rõ không ạ? Anh nghe, nghe. Mạng yếu thế nhỉ? Alo? Alo, alo. Đây nhá, anh em nói này, ví dụ nhá. Ôi giời, mạng yếu thế nhỉ? Đấy, may quá, mạng yếu em gọi lại. Thôi như này anh nhá, bây giờ này cho nhanh này, cắt qua nhanh đoạn này. Ví dụ bây giờ anh mua em trước 25 triệu đi,
chọn gói cả xác xe, em dọn phun mới lên cho anh. Anh em tiện tiện cái phản xạ tự nhiên, dọn phun mới lên cho anh là hàng 1-1, hay nói cách là hàng lô đi cho nó nhanh. Nhưng lô nó có lô loại 1, lô loại 2 và lô cũng là tiền. Nhưng anh bảo kia ơi, 25 triệu đấy xong rồi, cả xác xe phun dọn mới. Nhưng thay bằng thế chú đổi cho anh từ cái zin sang cái lô, ví dụ cái bình xăng từ 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu. Đấy, ví dụ 5 triệu nó là 30 triệu rồi. 10 triệu là 35 triệu rồi. Thế là sẽ lên đủ cho anh 50 triệu. Ví dụ từ trước bây giờ 3 triệu đến 5 triệu, ví dụ thế. Còn đây là phục dựng mới nên phải nói hàng mới và phục dựng lại mới. Tin tưởng rồi, đất tin tưởng trên kia. Thì bây giờ em cứ gửi số điện thoại cọc cho em. Còn cái giá trị đồng tiền mình bỏ ra bao nhiêu là mình nhận sẽ bao nhiêu thôi. Còn chuyện mẹ họ nói sao kỳ kệ họ kia ơi. Kệ họ, anh không quan trọng đâu. Vâng, em hiểu rồi. Thế thì em cảm ơn anh rất nhiều. Đấy thì thế này nhá, anh kết bạn Zalo số này với em 0358 3 số 4 3 số 8 đấy, cái số anh nghe gọi đấy. Xong là anh kết bạn Zalo với em, xong chốc em livestream xong em gửi cho anh số tài khoản, anh chuyển cọc cho em sẽ đăng công khai lên mạng. Đấy. Ok. Vâng. Còn anh yên tâm là làm cái gì như nào là em có video hoành ảnh hết cho anh và báo giá trước cho anh ưng rồi em mới làm. Và nếu anh thích em có thể giao xe tận nhà anh nhá, anh cho nhân viên cho thợ đến kiểm tra, ok anh mới trả tiền. Đấy như thế anh biết là như nào rồi. Còn thôi em làm ăn trên mạng trăm hộ anh thông cảm anh nhá. Vâng. Đồng tiền là bao nhiêu là những người mà nói như vậy là không có làm việc về win. Vâng. Vâng. Thế ok, thế em cảm ơn anh em đang livestream nốt đoạn này nhá. Ok. Vâng, chào anh vâng. Đấy nha anh em nhá. Thôi anh em thông cảm tí nó vô tình thôi. Thế em nói anh như này này, nhấn mạnh đầu tiên việc đầu tiên này này. Nếu tất cả những anh em đang xem video này của em, nếu thực sự quý mến em ủng hộ em thì thông cảm cho em. Em là người làm dâu trong họ. Đấy. Em không thể tránh khỏi được ý kiến trái chiều. 100 người thì chắc chắn phải có 10 người không ưng em. Không ưng có thể một là vì em nói nhiều này, hai là vì giá cả đắt này, với người ta là đắt này, ba là người ta không hiểu về win này, và bốn nữa là thôi vân vân mây mây. Đấy. Thì thôi, cái vấn đề hôm nay muốn nói em điều duy nhất anh em một điều rằng nếu anh em ủng hộ em, theo dõi em, tin tưởng ủng hộ em thì hãy theo dõi em, bao giờ đủ lòng tin anh em hãy mua. Còn chưa đủ lòng tin, anh em theo dõi em thêm, bao giờ đủ lòng tin mua sau cái chứ muốn. Và chắc chắn cái video này em đăng lên rất nhiều ý trên trái chiều. Thì em chỉ mong các bạn này, nếu ai kiến trái chiều, các bạn có ý với em, điện thoại cho em cảm ơn. Số điện thoại em đọc rồi. 0358.444.888. Còn nếu các bác bình luận những lời hay ý đẹp thì nó chưa bình thường. Và ai mong muốn như thế. Nhưng các bác không nghe em, các bác cũng có thể góp ý, đừng nói bậy chửi tục. Nếu ai nói bậy chửi tục, em sẽ loát ra khỏi kênh, em loại bỏ luôn thì không ai anh em mình nhìn thấy nhau nữa. Em nói thật, vì em làm dâu cho mọ thực sự có thể ngày xưa em ít khách, bây giờ khách nó đông dần lên thì chắc chắn là người em cười chê. Còn em sẽ cố gắng phục dựng hoàn hảo nhất cho anh em. Và em cảm ơn tất cả những bác đang ủng hộ theo dõi em thầm lặng bên trong. Và em cũng cảm ơn tất cả anh chị em đang dõi Trung Kiên, ủng hộ Trung Kiên bây giờ và sau này. Và nhấn mạnh một lần nữa, nếu ai đủ tin tưởng thì mua, mà chưa đủ tin tưởng cứ theo dõi em thêm, mua sau với chương muộn. Và nhấn mạnh câu này vẫn nói luôn này, em không muốn nói nhiều. Em biết em đang nói nhiều đấy, nhưng em không muốn nói nhiều. Em muốn nói nhiều là vì sao? Vì em hỏi thật các bác, em nói nhiều để được gì và mất gì? Em nói nhiều cũng chỉ để cho khách hàng nghe và hiểu. Những bác nào đã nghe nhiều rồi thì các bác có thể không nghe nữa. Những bác nào chưa nghe, các bác có thể nghe lại từ đầu. Còn những bác nào mà nghe, lúc khi nghe là chừng cảm thấy không hợp ấy thì bảo là thôi bỏ, thì thôi các bác tự hủy kênh em đi, loại em đi là xong. Còn em nói các bác này, cũng một anh trai anh bảo em này, chứ Kiên ơi, mà nhắn như là mày luôn ấy, mày bán gì mà đắt thế? Một cái để chân này, một cái để chân này anh em này, một cái để chân này, một cái để chân này 1.800.000 em mua của anh Tuyên, Trần Tuyên, mà thỉnh thoảng anh ấy tồn được 1-2 cái hàng tồn kho, em mua gốc 1.800.000 đây. Anh em có lên Facebook truyền tiền, em công khai luôn đấy. Thì anh bảo là ui rồi gì mà đắt thế, 1.800.000 một cái để chân này, thì anh em phải tìm hiểu đi trước khi anh em chết đó, anh em phải tìm hiểu đi. Còn em khẳng định em không bán đắt, em bán đúng giá trị của chiếc xe. Ví dụ một thứ duy nhất thôi, làm cái bình xăng. Bình xăng em bán bình thủng nhá, bình xịn nhưng thủng, 250.000 anh em về tự xử lý. Mà xử lý được anh biết không ạ? Em hàng bình xăng đâu, em đi hàng bình xăng đi mấy chục cây số về hàng cái bình xăng mà lại thủng, mai thủng, nắm lúc sơn đi sơn lại rồi lại thủng, thủng lại phải sơn, nó đau đầu lắm, chi giá nó lên. Thứ hai nữa là tình thoảng em mới được gửi cho bác Chí ở trong Huế, bác tên là Chí trong Huế, ai chơi win biết, gửi cho bác anh làm bình xăng đấy, bác làm phục dựng lại. Thứ ba nữa là anh em hiểu này, cũng là cái bình xăng, nếu bình xăng lô nó chỉ vài trăm nghìn ok, nhưng một cái bình xăng gì nó có thể 500, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, thậm chí 10 triệu, 20 triệu, thậm chí hơn nữa. Đôi khi một cái xe anh phụ dựng 25 triệu full đồ lô nhà em ấy, bằng một cái bình xăng luôn, bằng một bộ tem zin hàng tồn kho, chỉ vì nó không có nữa nên giá trị xe nó mới đắt anh em ạ. Chỉ vì nó không có nữa
Nên rất mong là các bác theo dõi em, ủng hộ em thì hãy hiểu cho em là người làm dâu trong họ. Đấy. Còn em thật sự với các bác một câu này này này. Nếu các bác cứ tìm hiểu kỹ về Win thì các bác sẽ biết được giá trị chiếc xe Win như nào, tại sao nó đắt như thế. Rất là nhiều những anh thanh niên ấy, hay là những bạn mới lớn ấy, hay là rất nhiều, thậm chí còn nhiều tuổi luôn nhá, thậm chí là còn làm nghề luôn nhá, cùng nghề luôn nhá, nhưng mà không tìm hiểu về nó thì tự dưng ngồi đánh đu một cuộc đời, ngồi bàn phím sức với anh em này. Thôi thì em đã đăng video lên chắc chắn nhiều cái chưa chiều, nhưng em chỉ đơn giản là ai không ấy thì em chặn đi thôi, hay các bác tự chặn em đi. Còn Win là những dòng Win ấy, các bác sẽ tranh luận về Win thì em nói thật các bác này, nếu tranh luận về xe Win ấy, thì không đúng mà sai. Một người rất thích xe Win mộc và một người rất thích xe Win dọn mới, hai trường phái đi song song với nhau nên đừng bao giờ cãi nhau. Song song, một người chỉ thích mới, người nói thì zin nhưng zin mộc vẫn ngon hơn, chất hơn. Người nói thì zin mới, ta thích làm mới lên, ta thích đẹp hơn. Đấy là quan điểm cá nhân, cũng như cuộc đời anh em mình này lên đây quan điểm cá nhân. Còn em tồn tại đến ngày bây giờ, cô chú đứng của em không phải tự dưng em được như này. Em giao xe không biết bao nhiêu xe giao tận nhà. Còn các bác bảo em là diễn, em công nhận các bác một điều như này này, diễn nhá, em diễn thì kiếm được tiền và em diễn khách hàng của em cả cái giá đấy mua được, khách hàng mới mua. Ok chưa? Đúng là em diễn đi, cứ cho là diễn đi được chưa? Nhưng tại sao khách hàng vẫn mua? Chấp nhận diễn, chấp nhận em mua 20 triệu bán 40 triệu khách hàng vẫn mua, đúng không? Thế ví dụ em hỏi các bác, em mua 100 triệu mua thật thì chăng nữa, em bán 20 triệu các bác không mừng, các bác không mua đâu. Đấy em chỉ nói thôi. Đấy. Còn sự tranh luận với Win có từ năm nào và năm nào hết thì em nói thật các bác, nếu để chuẩn ra là Win, nếu như trong cái tờ giấy của bên nước ngoài là 1984 đã Win rồi, còn cuối cùng nó chốt lại 2006. Còn Win ở trong ở Việt Nam ấy thì chính thức có mình từ 1986 và ngừng sản xuất năm 2005, còn đăng ký muộn sau không nói. Đấy, chốt lại video cuối cùng là những bác nào tin tưởng em hãy mua xe ủng hộ em, còn chưa tin tưởng em các bác có thể theo dõi em thêm, mua sau vẫn chưa muộn. Và giá trị đồng tiền các bỏ ra bao nhiêu, các bác nhận được giá trị xem bao nhiêu và tiền nào thì của ấy. Thôi, em làm dâu trong họ mà các bác hiểu, người khen người chê. Bây giờ em phải đi em giao cái chiếc xe cho khách nhá. Đấy, và em nhắn cái số tài khoản cho anh trai ở Đà Nẵng nhá. Thứ nhất là cảm ơn anh trai Đà Nẵng đã tin tưởng hộ em. Đấy. Thôi các bác xem video này nếu cảm thấy không vui vẻ thì các bác tốt nhất đừng bình luận cái gì nó quá đáng hay chửi tục chửi thề, nó sẽ bị tự nghiệp vào mồm thôi. Còn em cảm thấy là em bán những người thiện chí và em nói thẳng luôn, em không ép bác phải mua, em không ép nhá. Và tất cả các bác cũng gửi xe em dọn, nhờ em dọn thế nào, giá cả bao nhiêu là em đã công khai hết, và em đến tận nhà em giao xe, nhận xe ưng với trả tiền. Nên khi quá trình sử dụng các bác có người khen có người chê, ví 100 xe ít là phải có 5 người chê rồi như thế. Nhưng các bác có thể điện thẳng cho em, nói chuyện với em sửa đồ miễn phí hoặc bảo hành cho bác. Còn nếu bác không điện cho em thì các bác đi ra quán khác sửa, nó qua trường xảy ra: một là các bác mất tiền, em mất khách; hai là các bác mua xe cho mẹ về, nhiều người tốt người xấu người ta sửa xe thấy nói nọ kia; ba nữa là gì, là các bác phải nhớ này, 25 triệu nó có giá trị của 25 triệu mà 200 triệu nó có giá trị của 200 triệu. Nên các bác đừng có khen chê đắp cái gì cả, các bác tìm hiểu đi, các bác khen chê và các bác tự hào là các bác biết thôi, thì thôi em cũng chấp nhận. Đấy. Em chào tất cả anh em ạ. Một nữa anh em xem nhớ like và đăng ký kênh của em, chủ mua theo lô cho em đừng nhắn tin. Ok, chào tất cả anh em.